Ban đêm muỗi cắn quá bà con. Đứng để quay lại cái cảnh mà cái con chồn ương nó chuyển dạ cho bà con coi để chúng ta biết được các cái biểu hiện của nó, nhưng mà muỗi quá. Khi nào mà nó hết cái cơn chuyển dạ, cơn đau chuyển dạ thì nó rất là hiền. Đấy, nhưng mà tùy theo từng đợt, khi nào cái cơn đau của nó đến bắt đầu nó lại quậy. Và phải nói là nó cũng sẽ còn dạo dực tới đêm. Bây giờ là 10 giờ, 22 giờ tối rồi. Rất là nắm mũi. Thực sự là tôi cũng kiên trì để mà quay lại cái video con chuồn hương nó chuyển dạ, chứ còn cũng rất là nhiều mũi mà con. Đấy, đủ các cái động tác, thò đầu nó kéo rẻ rách ra. Đấy, bắt đầu vào quậy tiếp. Thực sự là nó tối quá, quay nó không có được rõ như là cái lúc mà nó bình thường. Cái lồng này đóng bằng gỗ không có tốt cho nên là nó cũng sắp hư rồi. Đó, rất là dạo dực nữa. Và những lúc như này thì nó đang đau bụng nữa. Đấy, bà con thấy. Rất là buồn cười, mệt quá.
đầu nó kéo cho mình được. Bà con lưu ý con trồn cũng như là con mèo đó, chúng ta không nên cầm nắm cái con trồn con nhé. Khi mà nó sinh ra đó, chúng ta không nên cầm bắt nó làm gì, tại vì như vậy nó sẽ có cái mùi hôi tây, có mùi lạ, thì cái con trồn mẹ nó không thích đâu. Nhiều mũi quá. Thực sự là tôi cũng kiên trì để đứng để quay, chứ còn nếu không thì tôi bỏ ống kính rồi. Bà con thấy nó thở gấp không? Thở rất mạnh. Cái video này thì chất lượng thì nhảy nó không được tốt nhé, mong bà con thông cảm. Tại vì cái lúc này thì cái con trồn hương cái biểu hiện nó khác, không thể mở hết cửa ra để quay được, cho nên chất lượng hình ảnh nó không được tốt. Cái thời điểm này thì tốt nhất là chúng ta nên giữ cái sự im lặng. Vâng, video của tôi thì đến đây là hết nhé. Xin hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.